Hưng Yên từ xưa vốn đã nổi tiếng với đặc sản nhãn lồng và sen. Nếu như nhãn được xem là vương giả chi quả, thì hoa sen được ví như vương hậu chi hoa. Về Hưng Yên thời điểm này, du khách sẽ được ngắm nhìn những đầm sen bung hoa nở. Sen không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan làng quê, góp phần cải thiện môi trường sống mà còn mang lại nguồn thu nhập cho nông dân nơi đây. Một trong những đầm sen đẹp lạ tại Hưng Yên đang thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Bùi Đức Tình, thôn Cổ Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Từ năm 2010, ông Tình thuê lại khoảng 11 mẫu đất hoang hóa của người dân trong xã để trồng sen. Ông đi tìm hiểu và lựa chọn những giống sen đẹp lạ phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng để trồng và nhân giống. Những giống sen chính hiện nay của gia đình ông là sen Quan Âm, sen Bách Diệp, sen Super, sen Nghìn Cánh, sen Mây Xanh, sen Lấy Củ. Đây là những giống sen mới cho số lượng bông nhiều, hoa bền và đẹp, thích hợp cho việc cắm trưng bày. Hiện nay mỗi ngày đầm sen của gia đình ông Tình có thể cho tiêu thụ từ vài nghìn đến vài vạn bông sen, cho thu nhập vài triệu đồng mỗi ngày. Ông Tình cũng khuyến khích những thương lái và khách mua hoa sen có thể tự tới đầm hái hoặc tự mình chọn cho mình những bông hoa sen ưng ý nhất. Không chỉ bán hoa sen, bát sen, hạt sen và các bộ phận khác của cây sen, hiện nay nhiều hộ trồng sen tại tỉnh Hưng Yên còn khai thác hiệu quả kinh tế từ trà sen. Ngoài trà sen ướp lạnh truyền thống, trà sen sấy lạnh giúp thuận lợi hơn trong việc bảo quản và vận chuyển tới khách hàng. Trà sen như giúp giải nhiệt, giảm cholesterol, ổn định huyết áp, loại bỏ mỡ trong máu, giảm stress khi uống trà sen, chống ợ chua, viêm loét dạ dày, ngừa ung thư, tim mạch, đột quỵ, chữa thiếu máu. Trà và sen đều là những sản phẩm có chứa các thành phần có lợi cho xương, ngăn chặn các bệnh vùng kín, chống oxy hóa và làm đẹp da, tăng cường sự miễn dịch. Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, đầm bùng nở ngát hương, có rất nhiều du khách đến thưởng lãm vẻ đẹp của hoa và chụp ảnh. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm sen và chụp ảnh với hoa là buổi sáng sớm tinh mơ hay buổi chiều, khi những tia nắng mặt trời không quá chói chang gay gắt, đủ để mọi người có thể tha hồ sáng tạo ra những bức ảnh đẹp. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 100 hectare diện tích ao hồ đầm lầy trồng sen, tập trung nhiều ở thành phố Hưng Yên và các huyện Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ. Thời điểm này, hoa sen đang nở rộ, du khách về Hưng Yên trong dịp này có thể bắt gặp hoa sen ở bất cứ nơi đâu. Những đầm sen bát ngát chạy dài, hương sen lan tỏa khắp không gian, muôn hoa khoe sắc, tạo cảnh quan môi trường trong lành, sạch đẹp, thơ mộng, yên bình cho mỗi vùng quê.